Có đức, mặc sức mà ăn. 20 cách tích đức, cải tạo số mệnh, ai cũng nên làm. Kính thưa quý vị, người xưa có điều rằng, có đức, mặc sức mà ăn. Vậy nên học được cách tích đức, tức là ta đã học được cách cải biên số phận của mình, mang lại phước lộc dồi dào. Vậy làm thế nào để tích đức, ngay cả khi không có điều kiện vật chất? Dưới đây là 20 cách tích đức cải tạo vận mệnh mà ai cũng làm được. 1. Tích đức từ lời nói. Lời nói cần phải thể hiện sự khoan dung, độ lượng với người khác. Lời nói thẳng có thể chuyển sang cách nói vòng, nói giảm, nói tránh một chút. Lời nói lạnh như băng, hãy hâm nóng lên một chút trước khi nói. Lời nói phê bình người khác, trước khi nói hãy chú ý cân nhắc tới lòng tự tôn của người nghe. Một lời khen ngợi đúng lúc có giá trị ngàn vàng. 2. Tích đức từ việc giữ lễ tiết. Người có lễ tiết đi khắp thiên hạ, cũng khó có người trách mắng, không ưng ý. 3. Tích đức từ chung thủy. Phàm là vợ chồng nên sống chung thủy, không ngoại tình, không hãm hại hôn nhân của người khác. Nếu ta không làm vậy thì về sau bản thân ta và con cháu luôn bị người khác phản bội và phá hoại hạnh phúc của mình, rồi lại sẽ gặp quả báo đau khổ. 4. Tích đức từ tính cách khiêm nhượng. Người xưa nói, người kiêu căng ngạo mạn thích thể hiện tài năng thì đi đâu cũng có kẻ địch. Tránh khoe khoang tài năng của mình mọi lúc mọi nơi, buông bỏ kiêu căng, giảm bớt tự kỷ. Không nên ở trước mặt người đang thất ý mà đàm luận về đắc ý của mình. Làm người, trước là đừng khoa trương tùy tiện, sau đừng đắc ý, nên khiêm nhượng một chút. 5. Tích đức từ việc cứu người. Khi gặp người bị nạn, gặp khó khăn, rơi đổ xuống đất, nên tới giúp đỡ. Nếu ta bỏ đi thì ắt về sau sẽ gặp quả báo. Nhìn thấy những đoạn đường hư lở, chúng ta nên mở lòng bồi đường, đắp lộ để nhiều người đi qua được bình an. 6. Tích đức từ việc hạn chế sát sinh. Sát sinh là tội ác thất đức trên đời, nên buông sao xuống và nhớ rằng sinh mạng của chúng cũng như chúng ta, ăn đồ sát sinh, nên nghĩ đến là khi cầm dao giết nó đã kêu la thảm thiết và đau đớn cầu xin chúng ta như thế nào. Nó chẳng khác gì chúng ta khi bị kẻ thù cầm dao cắt cổ rồi ăn xác chết của nó. 7. Tích đức từ việc làm ăn lương thiện. Nếu kinh doanh mà làm ăn lừa đảo, trốn thuế, cân sai, ăn bớt, thay linh kiện kém, sản phẩm gây độc hại cho nhiều người sử dụng, dùng âm mưu hãm hại đối thủ, bán cho xong tay rồi mặc cho sự đau khổ của người khác, thì những việc làm thất đức của bản thân, về sau ta và con cháu của ta phải gánh chịu quả báo rất nặng. Làm ăn chân chính và tích đức thì có phúc lớn về sau. 8. Tích đức từ việc thành thật với mọi người. Không thành thật sẽ khó tồn tại. Người giả dối tất là sẽ không có bạn chân thành. Luôn lấy thành tín làm gốc, coi trọng thành tín trong mọi mối quan hệ, dùng thành tín thu phục người khác sẽ dễ đạt được thành công. Một người nếu như mất đi sự thành thật thì làm việc gì cũng khó. Bất kể lý do gì cũng không thể giải thích được lý do sự giả dối của bản thân. 9. Tích đức từ việc tôn trọng người khác. Đem lòng tự tôn của người khác đặt ở vị trí cao nhất, cố gắng để người khác cảm nhận thấy sự tôn nghiêm của bản thân mình. Tôn trọng người yếu kém hơn mình càng là đáng quý. Địa vị càng cao thì càng không thể khinh thường người khác. 10. Tích đức từ giữ thể diện cho người khác. Ở một số tình huống, việc không nể mặt là một thái độ vô lễ lớn nhất. Người phương Đông rất xem trọng thể diện. Vì vậy, ở bất cứ thời điểm nào, cũng nên dành cho người khác một lối thoát để giữ thể diện. Nhìn thấy rõ một người cũng đừng nên chỉ thẳng tay, hãy lựa lúc mà nói. Hãy nhớ
Đừng bao giờ làm tổn thương thể diện của người khác, bởi hậu quả của nó là khôn lường. Trong một số tình huống, vạch trần người khác là một cái tội đẩy người ta đến đường cùng. 11. Tích đức từ việc tín nhiệm người khác. Người có tính đa nghi trở sinh thì khó có người bạn chân thành. Người xưa nói, đã nghi ngờ người thì không kết giao, đã kết giao thì không nên nghi ngờ người. Được người khác tin tưởng, tín nhiệm là một loại hạnh phúc. Người có bao nhiêu tín nhiệm thì sẽ có bấy nhiêu cơ hội thành công. 12. Tích đức từ việc cho người khác sự thuận lợi. Cho người khác được lợi cũng chính là làm lợi cho mình. Thời điểm người khác cần bạn nhất, hãy sẵn sàng cho họ một bờ vai để nương tựa. Suy nghĩ cho người khác cũng chính là suy nghĩ cho bản thân mình. 13. Tích đức từ việc hiểu người khác. Mọi người, ai cũng mong muốn người khác hiểu và thừa nhận mình. Hiểu người khác cũng chính là một cách đem lại lợi ích cho người khác. 14. Tích đức từ việc giúp đỡ người khác. Ở vào thời khắc quan trọng, ai mà không hy vọng có người trợ giúp cho mình. Lòng tốt sẽ luôn luôn được người khác khắc sâu ghi nhớ. Khi giúp đỡ người khác cũng phải tìm cách để đối phương vui cười mà tiếp nhận. 15. Tích đức từ việc biết cảm ơn người. Cảm ơn là một cách ca ngợi cuộc sống. Trong cuộc sống, lời cảm ơn kịp thời sẽ khiến mọi người thân thiện với nhau hơn. Cảm ơn đối thủ là một cách thể hiện của người có chí khí. 16. Tích đức từ đôi bàn tay. Học cách ca ngợi, vỗ tay tán thưởng người khác. Mỗi người đều cần tiếng vỗ tay của người khác, bởi vì ủng hộ, khen ngợi người khác là điều cần có ở mỗi người. Không biết vỗ tay, khen ngợi người khác thì đời người thực sự quá nhỏ hẹp. Cho người khác tiếng vỗ tay kỳ thực là cho chính bản thân mình. 17. Tích đức từ lòng nhân ái của bản thân. Mỗi người đều nên tu dưỡng lòng nhân ái trong mình. Bởi người có tấm lòng nhân ái luôn sống nhẹ nhàng mà lại dễ dàng nhận được sự hợp tác từ người khác. 18. Tích đức từ lòng lương thiện. Không có ai là không muốn làm bạn, làm hàng xóm hay hợp tác với người có tấm lòng lương thiện. Người lương thiện có thể thu phục người khác, chớ thấy việc thiện nhỏ mà không làm. 19. Tích đức từ sự biết lắng nghe. Người xưa có câu, nhìn nhiều, nghe nhiều và nói ít. Người biết lắng nghe, thường được lòng người khác bởi lắng nghe là một cách lấy lòng người khác tốt nhất. 20. Tích đức từ lòng khoan dung. Không thể khoan dung người khác có thể là bởi vì lòng dạ của mình còn quá nhỏ hẹp. Dùng khoan dung có thể cải biến một con người lầm lỗi. Người có lòng khoan dung sẽ dễ dàng chiếm được lòng người khác. Hãy học cách tha thứ khuyết điểm của người khác. Đôi lúc, một quan hệ tốt đẹp là từ nhẫn mà sinh ra đấy.